Trước khi lên Sài Gòn thì Vĩ chỉ biết Bông Điên Điển qua bài hát của cô Phi Nhung thôi. Vĩ nhớ hồi đó lần đầu tiên mà ba Vĩ mua cái đầu DVD về á, thì cái bài mà Vĩ nghe đầu tiên đó là bài Bông Điên Điển. Mọi người biết làm sao không? Hồi đó em trai của Vĩ là 4 tuổi, em gái của Vĩ thì được 1 tuổi thôi, nhưng mà nó cực kỳ mê bài Bông Điên Điển. Bữa tối đó